tôi đang ở Hà Nội và đi tham quan một số dự án của Hà Nội. Và tôi đang đi trên con đường D, và nếu mà các bác đi thẳng là đi ra cái làng gốm Bát Tràng đấy, khu đô thị Eco Park và đi về Hưng Yên đấy. Thì đang ở khu vực này thì tôi muốn quay cho các bác một dự án rất là khủng nhá. Nhà ở, khu nhà ở Thạch Bàn, thuộc Thạch Bàn Long Biên đấy. Đây là đường D này, và bây giờ chúng ta sẽ chạy xuống ở xuống khu dưới kia, khu dưới này các bác này. Bao gồm cả khu chung cư và cả cái khu biệt thự luôn các bác nhá. Đấy, Thạch Bàn Long Biên Hà Nội. Thì nếu mà các bác nào mà đi về Hà Nội thì có lẽ là nếu mà các bác đi qua Bát Tràng ấy thì có thể là sẽ gặp tới cái khu dân cư này. Đây là cái khu dân cư rất là cao cấp luôn, nằm ở dọc bờ đê luôn. Nhưng mà tiếc là nó nằm ở dưới đê, cho nên thì cũng về vị trí thì không đẹp cho lắm. Nhưng mà nếu ở thì cũng được, vì di chuyển đi lên thành phố thì tầm khoảng mười mấy cây thôi, không xa lắm. Trong này là bao gồm cả chung cư với những cái khu nhà biệt thự luôn nha các bác. Đây. Đây. Đó, nó ở đâu? Trong đấy đấy. Toàn những biệt thự to không à. Cái này là cái khu này là khu nhà ở Thạch Bàn. Nhà chung cư cao tầng và dự án khu nhà ở Thạch Bàn. Đây, dành cho nói chung là toàn là cốp xếp ở thôi. Wow, cái nhà đấy sao ở vị trí nên nó thuộc tôi nghĩ nó cũng đẹp lắm, nhưng mà sao nó bỏ hoang ta. Wow, toàn là những cái chung cư, những cái căn hộ, những cái tòa nhà to nhỉ, đẹp nhỉ, toàn những cái dự án lớn thôi. Đây là những cái nhà này mà gọi là biệt thự phố đấy, biệt thự phố 3-4 tầng luôn, nhìn rất là đà luôn. Ở Sài Gòn thì mấy cái này chắc phải chục tỷ trở lên, cao đấy, nhiều tiền lắm, đứng phải là đùa đó. Bên này đấy, người ta bên này là người ta đang mới xong này, mới xây xong này. Cái khu này có một cái là không hay, đó là nó nằm ở dưới đê thì có khả năng ngập này, rồi là nước tràn, rồi vỡ đê vỡ đập gì rất là sợ với cái khu này. Mình ngắm mấy cái nhà này trước này. Thì cái khu này các bác thông cảm một chút là tôi không phải là dân Hà Nội, không phải là dân người ngoài phía ngoài này, cho nên là tôi cũng không có rành mấy cái khu này cho lắm. Về cái mức giá thì các bác vui lòng xem ở đầu video nhé. Lạ. Wow, cái nhà này bỏ uổng nha, không ai ở để thế này, phí quá. Nhà này phải mấy chục tỷ, chục tỷ. Ở cái vị trí này thực ra thì nếu mà các bác chịu đi xa một chút đấy, chịu chi một chút thì các bác có thể ở dưới cái khu Eco Park. Eco Park thì những con gì phải chê nữa. Các bác vui lòng xem trong kênh của tôi có Eco Park nhé. Ở đây thì chắc là những người có điều kiện thực sự ấy, người mà họ có tiền thực sự ấy, họ mới ở được. Thế ở khu này chắc nó cũng cao chứ không có rẻ đâu. Khu này đi lên thành phố thì không xa lắm, đi xe máy thì cũng nhanh thôi, nhanh hơn đi cái Eco Park. Eco Park thì đi rất là xa, cho nên phải có ô tô. Cái khu này thì đi xe máy là đi lên phía, đi lên cầu Long Biên phía đây này này, bắn một phát là đến ngay Hà Nội, thành phố Hà Nội, lên tại trung tâm Hà Nội luôn. Ô, kè tường, cùng đường rồi, cái tường. Này đi qua khu chung cư này. Đấy, trong này là vừa có khu chung cư luôn nhé, và cả cái khu biệt thự. Đây mình. Chung cư trong này thì xây xong rồi này. Giá chung cư ở trong này chắc là tầm khoảng 1 đến 2 tỷ. Mấy cái khu vực này thì chắc mức giá thế là phù hợp rồi. Rất là phù hợp rồi. Đây dự án này đang xây này, đang hoàn thiện này.
tôi đi quay những cái dự án này là tôi mong muốn rằng là tôi muốn cho những cái bác nào ở cái khu vực Hà Nội nhưng mà không có thời gian đi ấy, thì tôi muốn quay cho các bác. Với lại tôi cũng muốn tìm hiểu cái thị trường bất động sản Hà Nội như thế nào, nó có sôi động như thành phố Hồ Chí Minh không đấy. Mà sau khi đi một vòng thì tôi thấy rằng là thị trường bất động sản Hà Nội là thị trường bất động sản đã rất an toàn. Thì nói này, Sài Gòn thì không an toàn. Được nhỉ, quá ngon, khu này ngon phết. Tuy nhiên không gian thì không có gì đúng không? Khu này ngon nhưng không gian thì không có gì. Bên này mới xây này, bên này chắc là sắp bàn giao rồi, chắc tầm khoảng 1-2 tháng nữa là vào ở đấy. Bên này là CT1B này, còn lại đằng bên này là CT2B. Chắc mức giá thì nó cũng không cao lắm, 1 tỷ mấy. Ở đây thì khoảng 1 tỷ mấy, 2 tỷ là ngon lắm, và cao lắm. Tôi đi ra nha các bác. Đấy thì tôi giới thiệu cho các bác biết cái khu dân cư, nhà ở và chung cư Thạch Bàn này là như thế. Chủ đầu tư đây có trường mầm non các bác, trường mầm non này sáng. Thì chủ đầu tư là của Bộ Quốc phòng nha các bác. Đấy. Khu này chắc là toàn là tướng tá người ta ở thôi, được mua ưu đãi. Ok, có được. Nhưng mà không gian thì không có gì. Không gian thì bình thường thôi. Nói chung ở thì không tận hưởng được cái gì hết. Nếu mà chi tiền thì thôi, chỉ về Eco Park thì các bác. Về Eco Park hoặc là mấy cái khu khác như là Đặng Xá. Đấy, khu Đặng Xá thì cũng rất là ngon rồi. Các bác thấy cái đê Hà Nội nó cao không? Cao phải 10 mét đấy nhỉ? Thế nhưng phải 50 mét đấy. Chiều cao ác đấy. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nha các bác. Nói chung là chúng tôi mà chạy ở trong Sài Gòn ra đây thì các bác hiểu như thế nào đấy. Rồi. Đi lên, ta đi lên cái đường này lại này. Đường D. Đi đường Thạch Bàn đây, rẽ qua đường này đi qua Aeon Mall Long Biên, đi ăn cơm thôi.